Đâu, đâu, ê, như là tiền á. Bạn làm gì vậy? Là tiền rớt đó, phải nhanh tay, không thì người khác lấy mất á. Ê, bụng bự, bà bị gì mà ngồi dưới đất vậy? Mình bị đau bụng quá à. Đau quá. Bà có sao không? Hay là để tôi dìu bà đi bác sĩ nha. Thôi, không có cần đâu. Bạn cứ đi trước đi, có đốm ở đây lo cho mình được rồi. Để bụng bự ngồi xíu là hết đâu à. Mình lại dìu bụng bự đi cho. Bạn đi đi. Ồ, vậy đốm ở lại coi chừng bụng bự nha. Bạn đi trước. Không ngờ cũng diễn sâu quá ha. Chứ làm sao, nhặt được của rơi mà, tạm thời bỏ túi thôi. Không thôi á, khác lấy mất cũng vậy à. Nhưng mà không biết tiền này của ai làm rơi nữa, kiếm người làm rớt trả lại đi. Trời ơi, tiền nó rơi dưới đất rồi, ai mà nhặt được á thì là của người đó thôi, chứ biết ai đâu mà trả lại. Bạn còn nói nữa là mình không chia phần cho bạn đâu. Mình đã nghi rồi mà. Chỉ cần biết bạn nhặt được tiền, mình sẽ mép mẹ bạn lượm được tiền mà không trả lại. Trời ơi, thấy chưa đơn, lằng nhằng quá. Bây giờ tờ tiền phải chia ba rồi nè. Mình thích ý tưởng chia ba của bạn, nhưng mà tờ 100 đồng này mà chia ba không được. Vậy thôi, mình lấy 40, còn hai bạn mỗi người 30 nha. Còn khuya nha, mình 50, mỗi bạn 25. Thôi, được rồi. Mỗi người 33 đồng, còn 1 đồng cho mình vì công tính toán. Dạ. Không được, đuổi mình. Rồi, xong rồi đó. Rách luôn rồi, khỏi xài luôn, tại mấy bạn không đó. Thôi, tôi đi về, bye bye. Thưa mẹ, con mới về nhà. Ủa, mẹ tìm gì vậy mẹ? Hồi sáng, mẹ có đem theo tờ 100 đồng đi chợ, mà không hiểu sao, rớt đâu mất tiêu à. Nhớ là lúc đi ngang qua công viên, mẹ còn cầm mà. Mẹ ơi, hồi sáng á, con có nhặt được tờ 100 đồng. Do tụi con giành nhau, nên tờ tiền bị xé ra làm ba rồi mẹ. Không sao đâu con, tháng này ăn rau trừ thịt thôi, chứ không có gì đâu. Biết vậy á, mình nó không tham nhặt tiền rồi. Từ nay nhặt được của rơi á, thì trả cho người đánh mất cho rồi đi. Ba mẹ mình có bị đói bụng không nữa? Mình muốn được có ba ở nhà quá à. Mình biết tại sao chúng ta lại bị thất lạc ba mẹ rồi. Mình cũng biết rồi. Tại tụi mình có ba mẹ mà không biết trân trọng, nên ba mẹ tụi mình không ở chung với tụi mình nữa. Giờ chúng ta phải làm sao? Thôi đừng có buồn nữa, sẽ có cách thôi mà. Biết lỗi rồi.
thần tiên rồi. Chắc lại là mấy cái vùng đất xến số chứ gì. Bạn sai rồi, đó là một vùng đất đầy hương hoa và bướm bướm. Thấy ghê. Thôi mấy đứa chơi, nhớ canh giờ về nhà đó nghe. Thôi mà, vào chơi với mình xíu đi, lâu lâu mới được tới tham quan một lần chứ bộ. Thôi được rồi, chút xíu thôi nha. Ở đây hoa nào cũng đẹp hết, lại còn thơm nữa, thích quá à. Ê, thôi đi, thôi về, đi. Ở đây chán quá à, cũng gần tối rồi đó. Thơm quá à. Mà thôi mấy bạn về đi, mình không về đâu, mình muốn ở đây chơi hoài luôn. Thôi mà, hồi nãy ba mình dặn là nhớ canh giờ về rồi mà. Thôi được rồi, nhưng mà thơm quá. Mình sẽ lấy bông hoa này để làm kỷ niệm. Thơm quá à. Ngửi thử đi, thơm không? À, thơm thiệt á. Mà thôi, đi về, đừng có mà đánh trúng lãng nha. Bông hoa này là từ vùng đất thần tiên đó. Đâu đâu, cho mình hít thử xem thơm không. Hôi quá à. Ủa, sao kỳ vậy? Hả? Hôm bữa thơm lắm mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Vì bằng ích kỷ, muốn chiếm lấy hương thơm dễ đẹp cho riêng mình mà ngắt mình ra khỏi gia đình. Đã vậy thì mình sẽ cho bạn nếm mùi. Thì ra là như vậy. Đúng là mình chỉ nghĩ tới bản thân khi muốn khoe khoang bông hoa đẹp với những bạn khác, mà không nghĩ tới cảm xúc của các bạn. Và cả việc ngắt hoa là hành động thiếu văn hóa nữa. Mình xin lỗi, sau này mình chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa đâu. Một lát mình sẽ nhờ ba đốm chở ra vùng đất thần tiên trả bạn lại với gia đình nha. Mình rất vui vì cuối cùng bà cũng nhận ra được một bài học. May quá. Đốm, đang làm gì vậy? Vào đi, mình đang suy nghĩ. Sắp đi học nên lo chứ gì. Mình đang nghĩ xa hơn về nghề nghiệp tương lai của mình. À, mình thì chỉ muốn á, công việc đó đúng với sở thích của mình, như vậy là mình đủ hạnh phúc rồi. Ai cái đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ bán không? Ai cái đồ điện tử hư cũ bán không? Lại thu mua nữa. Mà thu mua để làm gì ta? Có chuyện gì hả? Mình cứ tò mò, không biết chú đó thu mua để làm gì nữa. Thì mua làm đồng nát. Chắc về chú xài á. Toàn đồ hư không sao mà xài được. Có khi nào chú đó thu mua để lọc thiết bị còn dùng được, lắp ráp thành một con robot thật là to để phá trái đất này không? À, có khi nào như vậy không ta? Thì gọi thử đi. Nếu được thì tụi mình sẽ là ba anh hùng cứu đất nước ta. Đồng ý. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ bán không? Kìa rồi. Đèn pin hả? Bự như vậy thì làm gì ta? Là con mắt của robot đó. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ bán không? Máy tính hả? Chắc là để điều khiển con robot. Ừ, đúng rồi đó. Mình thấy trên phim á, hay như vậy á, hẳn là một hệ thống điều khiển khổng lồ. Hèn chi, bữa mua nhà mình một bộ rồi, giờ chú đó vẫn mua tiếp. Cassette chi vậy ta? Chắc là để phát tiếng nói của con robot, kiểu như là tiêu diệt, tiêu diệt. Nghe ghê quá à. Thầy To, đừng có sợ, mình có ba người mà, theo dõi tiếp coi sao. Hôm nay được nhiều đồ ghê. Chết rồi, chú đó mà vào nhà thì sao mà dòm tiếp được. Trời ơi, xong vô là sẽ thấy con robot chứ sao. Chú kia, con robot đâu? Ta đâu có bán robot đâu.
Nhưng mà có mua đó, mày còn có hả? Không, cái con của chú á. Ta làm gì có con nào. Chú nói dối, chú thu mua đồ về để ráp thành con robot mà. Mấy đứa đang nói cái gì vậy? Chú mua về làm gì? À, ta mua để sửa, rồi bán lấy tiền chứ sao. Chỉ vậy thôi hả chú? Vậy thôi. Trời ơi, tưởng gì kinh khủng lắm. Chứ công việc chán phèo này mà chú cũng làm được nữa hả? Làm chứ, ta thích máy móc mà. Nhưng mà ngày xưa ta không ngoan, không chịu đi học, nên bây giờ chỉ còn nghề này nuôi ta qua ngày và thỏa mãn đam mê máy móc là được rồi. À, tụi con hiểu rồi. Nhưng chú có cảm thấy hạnh phúc với công việc nào? Có chứ. Thực ra công việc tương lai không nói trước được, còn tùy vào khoảng thời gian con lớn lên và yêu thích cái gì. Nên nếu con chịu cố gắng ngay từ bây giờ bằng việc đơn giản là chăm ngoan, học giỏi và không bao giờ từ bỏ sở thích của mình, thì dù là công việc nhỏ hay lớn cũng đều làm con cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày rồi. Có luôn hả chú? Có chứ, tự tin lên. Dạ. Cuối cùng tụi mình cũng đã vượt qua kỳ thi cam con. Chuẩn bị nghỉ hè thôi. Mình lo quá không biết điểm thi như thế nào nữa. Mình mà bị điểm thấp chắc là mẹ buồn lắm. Trời ơi, học giỏi như tay to mà còn lo lắng nữa hả? Không lẽ là người ngoài hành tinh? Không sao đâu, tụi mình sẽ bảo vệ bạn. Xin chào các bạn, mình là Suzu. Mình đến từ hành tinh trí tuệ, hành tinh thông minh nhất trên vũ trụ này. Mà sao bạn lại tới đây vậy? Ở một nơi quá giỏi như vậy, mình cảm thấy chán. Mình muốn đi khám phá những hành tinh khác. Vậy ở hành tinh bạn có gì? Người ở chỗ mình ai cũng giỏi hết, nên mọi người không đòi hỏi cũng không mong muốn gì. Nhưng làm sao bạn biết hành tinh của bạn á ai cũng giỏi? Có gì chứng minh không? Thì mẹ mình nói như vậy thì nó là như vậy. Chứng minh cho mấy bạn chỉ tốn thời gian thêm thôi. Thiệt là quá đáng. Đang ở trên hành tinh khác mà còn dám khoác lác như vậy nữa. Tụi mình sẽ cho bạn biết tay. Thôi thôi, mấy bạn đừng có như vậy được không? Bạn đó là khách mà. Nè bạn Juju ơi, bạn nói chỗ của bạn giỏi như vậy, vậy vừa rồi bạn thi được bao nhiêu điểm? Thi được bao nhiêu điểm là sao? Ý mình là bạn làm bài kiểm tra có được điểm số cao không? Bài kiểm tra là gì? Mình hiểu rồi. Ở hành tinh Juju, mọi người đều nghĩ mình lại giỏi nên chả thi cử gì hết. Nhưng thi cử là gì? Có ăn được không? Không phải đồ ăn. Thi là để bạn biết chắc chắn được mình có thật sự giỏi hay không đó. Nghe hay quá vậy. Vậy mình muốn thi, mình muốn thi. Được thôi, vậy thì mình vô lớp thi thử nào. Đây là các câu hỏi trong bài thi. Bạn phải trả lời đầy đủ hết những câu hỏi này trong thời gian 10 phút. Nếu bạn đúng được nhiều câu thì điểm của bạn sẽ cao. Điều đó chứng tỏ là bạn giỏi. Mình hiểu rồi. Tài to, tính giờ đi. Được rồi, thời gian làm bài của các bạn bắt đầu. Còn chưa làm xong mà. Bây giờ thì bạn đã hiểu thi là sao chưa? Mình hiểu rồi. Thiệt là căng thẳng. Trước giờ mình chưa phải như vậy bao giờ cả. Đúng rồi, phải có thi như vậy chúng ta mới biết được thực lực của mình ở đâu. Từ đó phấn đấu nhiều hơn để ngày một giỏi hơn. Nếu mà không có thi cử thì mọi người sẽ không biết cầu tiến. Mọi người sẽ lười biếng, ỷ lại mà không cố gắng học tập thêm đâu. Mình hiểu rồi. Cảm ơn các bạn đã cho mình một trải nghiệm thú vị. Mình sẽ kể lại với mọi người về các bạn nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Sao hôm nay trời nóng vậy ta? Khó ngủ á. Ủa, sao anh gà lại cái gì giờ này? Mai mình rủ bụng bự với tay to tìm hiểu coi sao. Hả? Mới 5 giờ sáng anh gà đã gáy rồi hả? Lấy tận 2 lần đó. Ảnh gọi ông mặt trời dậy đó. Không có gì đâu. Có, mình có thấy ông mặt trời trả lời ảnh đâu. Hay học xong á, mình chạy qua hỏi anh gà trống đi. Lỡ có chuyện gì mình giúp ảnh nữa. Được.
Sao chả thấy ai hết trơn vậy ta? Chẳng lẽ anh đã gặp chuyện gì rồi hả? Tụi mình phải đi kiếm ảnh ngay. Ừ, nhanh lên. À, mà khoan, kiếm ở đâu vậy? Lên hỏi ở mặt trời thử coi. Lỡ mẹ mình nói đúng là anh gà trống gáy gõ mặt trời thì chắc ông mặt trời sẽ biết chứ. Có lý, đi thôi. Ông mặt trời ơi! Ông mặt trời! Chuyện gì đó ba đứa? Dạ, tụi con đi kiếm anh gà trống. Chỉ sáng sớm nay con thấy ảnh gọi ông dậy rồi, mà nãy giờ con kiếm không thấy ảnh đâu anh. Hả? Ta tự dậy mà, ai gọi ta đâu. Ủa, sao mẹ con nói mỗi sáng tiếng anh gà trống gáy là để đánh thức ông dậy mà. Còn có nha, ta tự lập từ đó tới giờ chứ bộ. Vậy là nguy rồi, nếu không phải anh gà trống gáy để gọi mặt trời dậy thì lý do gì mà anh gáy lúc sớm vậy ta? Bình tĩnh, để ta kiếm cho. Cậu ta kìa, ngay bìa khu rừng vui vẻ đó. Wow, tìm ra rồi, tụi con cảm ơn ông mặt trời nhiều. Anh gà trống, anh có sao không? Hey, đất hơi cứng nên chắc không nhiều dung đâu. Không phải, ý tụi em á là tại sao sáng nay anh gáy sớm dữ vậy? Thì ngày nào anh chả gáy, nhưng sao anh lại gáy sớm như vậy? À, để anh gọi đàn của mình dậy, chuẩn bị đi kiếm thức ăn. Ồ, thì ra là vậy. Tụi anh là gà nhà, nhưng tổ tiên dẫn từ gà rừng mà ra, nên tụi anh cảm nhận được nhiệt độ thời tiết thay đổi khi trời sắp sáng để thông báo với các chị, các mẹ gà mái. Vậy mà mẹ em cứ nói anh gõ mặt trời dậy đó. Nhưng anh gáy lớn như vậy còn để làm gì nữa không? À, thật ra cũng còn gì nữa anh. Thì anh gáy để lấy oai với mấy chị gà mái mưa. Anh gà trống kiếm vợ kìa. Mấy đứa là lớn, sao anh kiếm vợ? Mà trưa rồi, sống về nhà đi. Thôi tôi yêu rồi, nãy đi rồi, mình báo với mẹ. Giờ lẹ thôi mấy bạn. Tụi em chào tạm biệt anh gà trống. Tạm biệt mấy đứa. Tái Tôn, bạn đi đâu vậy? Lại đây chơi với tụi mình nè. Mình bận việc rồi, hôm khác mình ghé chơi nha. Mình đi trước đây. Tái Tôn cứ lạ lạ sao á được. Mình cũng thấy vậy, có chuyện gì thì phải. Đơm, bạn đè mình đau quá hả? Tao phát hiện ra bây giờ. Táo ơi, hãy đưa tay ta đến chỗ phù thủy chuột. Tao bị làm gì kìa? Đau, đau. Trời, Đơm, bạn đè lên cái bụng của mình rồi nè. Ôi, đau quá, xin lỗi bụng bự nha. Ủa, tay to, cái tay to của bạn đâu rồi? Sao giờ tay của bạn nhìn như tay mèo vậy? Tay của mình xấu lắm hả? Sao bà nói với con là chỉ cần đổi ra tay to đi thì mọi người ai cũng thích con mà. Ai nói chứ, không có cái tai to sẽ không còn là tai to nữa. Đôi tai to đó không những đẹp mà còn giúp tai to nghe rõ hơn và làm cho bọn mình không bao giờ nhầm lẫn tai to với ai cả. Bạn biết chưa? Vậy bà trả tai lại cho con. Đúng rồi, trả tai lại cho tai to đi. Không bao giờ ta trả lại, ta già rồi, không nghe rõ được. Ta cần đôi tai này. Bà sang đây nè. Bà phù thủy. Ủa, không có cái tai to ta vẫn nghe rõ quá nè. Đúng rồi, là con đeo cái máy giúp nghe rõ âm thanh vào tai của bà đó. Đây là phát minh của ba con, chỉ cần đeo vào tai là nghe rõ mọi thứ luôn. Vậy là bà không cần cái tai của tai to nữa rồi. Tai của bà bây giờ còn thính hơn nhiều lần cái tai của tai to nữa. Đúng thật, đúng thật. Cảm ơn các cháu nha.
Nhờ vậy mà ta nghe rõ rồi. Ta trả đôi tai lại cho cháu nè. Thì ra chỉ cần là chính mình thôi thì mọi người ai cũng yêu quý mình rồi. Mình không nên nghe theo lời xúi dục của người khác nữa. Đúng rồi đó, suýt chút nữa thì tai to thành tai nhỏ rồi. Bà kiểm tra thì lại bị điểm thấp. Hôm trước bị mẹ la, bụng bự vô lớp, cứ khoét loét đồ chơi mới, chán quá. Nè anh quá khứ, anh làm cho cậu chủ chỉ nghĩ về chuyện cũ mà không chịu làm gì hết à? Đúng rồi đó, cậu chủ không thèm nghĩ tới tương lai là tôi đây nè, mà cứ suốt ngày nằm trong phòng thôi. Chính anh hiện tại tạo ra toàn kỷ niệm buồn, anh còn đổ thừa cho tôi nữa hả? Ủa, sao lại có ba bông hoa ở đây? Xin chào cậu chủ, chúng tôi là ba bông hoa đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu chủ nè. Thì ra là vậy, nhưng sao các bạn cứ cãi nhau in nổi vậy? Tất cả là do anh quá khứ cứ chiếm lấy cậu chủ, làm cậu chủ nghĩ về chuyện buồn cũ rồi ủ rũ hoài đó. Đúng rồi đó, bông hoa quá khứ sao phải lúc nào cũng làm mình buồn vậy? Không phải đâu, nếu hiện tại cậu tạo ra việc làm tốt thì đâu phải như vậy chứ. Tôi nghĩ tốt nhất chúng tôi không làm việc với anh nữa, như vậy thì cậu chủ mới vui vẻ cùng với tôi tạo ra nhiều kỷ niệm mới. Nhưng quá khứ quan trọng lắm, hai anh không thể không có tôi được đâu. Đúng rồi đó, mình không cần bạn nữa đâu. Từ bây giờ bạn sẽ không thể làm cho mình buồn nữa. Nè Đốm, xài cái viết mình cho mượn á, cho cẩn thận nha. Biết rồi mà. Trời đất, hôm trước đã làm hư một cây rồi, sao bạn không cẩn thận gì hết vậy? Hôm trước mình làm hư hồ nào, đừng có xạo nha. Bạn bè gì mà ích kỷ, không muốn cho mình mượn nữa thì nói đi. Sao bạn nói chuyện kỳ vậy? Từ nay mày không muốn chơi với bạn nữa. Bốn bữa đừng buồn nữa. Tụi mình làm bạn bao nhiêu lâu rồi, biết bao nhiêu kỷ niệm, đã làm gãy cây bút còn nghĩ chơi mình nữa. Cậu chủ không nhớ về chuyện cũ hết à? Nè con, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, về nhà là phải cất đồ gọn gàng chứ. Mẹ dặn có hồi nào con đâu có nhớ đâu. Cất thì cất. Hôm nay con dám trả lời với mẹ như vậy đó hả? Như vậy là hổn có biết không? Từ nay ba cấm không cho con đi đâu chơi hết. Ở nhà dọn dẹp nhà cửa, học bài cho ba. Tại sao lại như vậy? Con sẽ không nghe lời ba đâu. Tại sao không có quá khứ mà cậu chủ vẫn còn buồn nhiều quá vậy? Mình hiểu rồi. Nếu ngay hiện tại của mình mà cậu chủ làm việc không đúng thì vẫn phải gặp chuyện làm cậu chủ buồn thôi. Mình phải làm sao đây? Phải đi tìm anh quá khứ về thôi. Anh quá khứ ơi, anh ở đâu? Hai anh tìm tôi hả? Quá khứ ơi, cho mình xin lỗi nha. Mình trách sai bạn rồi. Cậu chủ có cần tôi nữa đâu. Cậu chủ rất cần anh đó quá khứ à. Phải có quá khứ, cậu chủ mới nhớ được những việc gì là sai mà tránh không làm nữa, mới biết rút kinh nghiệm để hiện tại làm việc đúng. Có như vậy, tương lai cậu chủ mới tốt đẹp được. Đúng rồi đó quá khứ, tôi có lúc buồn, cũng có lúc vui. Hiện tại, mình phải biết làm việc nào là đúng thì quá khứ mới có vui nhiều được. Ba bạn đều quan trọng với mình, hãy luôn bên cạnh để giúp mình làm nhiều việc tốt hơn nha. Đồng ý. Dạ, mời chị vào nhà chơi. Tôi có đem qua cho chị mấy cái khuôn làm rau câu, quả tiết đẹp lắm nha. Thích quá, em vừa có ý định sẽ làm món đó đãi cả nhà đó. À, chị đợi em một chút nha, em có món này hay lắm nè. Gì mà bí mật dữ vậy mẹ Đốm? Bánh flan phô mai que ở trong tủ lạnh đâu hết rồi? Con hết rồi. Sao có ăn mà không xin phép mẹ? Sao phải xin phép? Con phải mẹ làm tất cả cho con sao? Dù là mẹ có thể cho con ăn hết, nhưng con cũng phải xin phép mẹ, biết chưa? Không, vậy có gì khác biệt đâu. Trước sau gì con cũng ăn thôi. Mẹ rất buồn về điều này. Bây giờ mẹ không còn bánh để đãi mẹ bụng bự nữa. Không được lắc. Ừ.
vui lòng đọc mã số khách hàng. Hả? Mã số gì? Rắc rối quá à. Em có nhận đồ chuyển phát nhanh của anh không vậy? Ờ, dạ không. Đồ gì anh? Mà họ gửi lâu chưa? Tin nhắn báo cho anh là đã chuyển hàng thành công rồi mà. Sao kỳ vậy ta? Nếu em không nhận thì là... Chắc là đếm ký nhận đó. Mình không tin là mình không bỏ được cái hộp này. Đúng, tại sao con dám? Tại vì con không biết là... Lại là không xin phép nữa phải không đếm? Đây là vật phẩm riêng tư của ba, gửi cho ba một màu âm thanh để làm nghiên cứu. Sao con dám tự nhiên sử dụng đồ của người khác vậy? Con... Tuy chúng ta cùng chung một nhà, nhưng cũng phải có quy tắc của nó con à. Ba mẹ không tiếc gì với con hết, nhưng con muốn làm gì ngoài đồ vật của riêng con thì con cũng phải xin phép người khác. Đó là phép lịch sự nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Con không dám tái phạm nữa đâu. Vậy thì tốt, nhớ đó nghe chưa? Lần này chắc chắn là chúng rồi. Chúc bạn may mắn lần sau. À, lại không trúng nó rồi. Con vẫn quyết tâm mà. Không sao đâu con. Nhiều khi may mắn nó chưa tới lần này thôi. Nhưng người may mắn sẽ trúng được chiếc xe điều khiển này mới nhất đó ba. Con thích sự đó lắm luôn. Thôi con đi lên phòng đây. Ai gõ cửa vậy ta? Chiếc nón may mắn có nghĩa là mình đội lên thì mình sẽ gặp may mắn hả? Cũng hợp với mình đó chứ. Nhưng sao mình chưa thấy may mắn gì hết vậy ta? Đếm ơi, xuống ăn thịt chiên nè con. Hả? Hôm nay mày làm món thịt chiên mình thích kìa. Yeah. Thịt chiên mày làm ngon quá đi. Ăn no quá. Chiếc nón này hay thiệt đó. Mình phải đi thử một vòng xem sao. Đúng rồi, may quá. Hôm trước bạn cho mình mượn cây viết lúc làm bài kiểm tra. Nay mình đem cho bạn mượn cuốn truyện mới nhất nè. Wow, cảm ơn bạn nha. May quá, mình đi chậm tí nữa thì trái đó rất trúng đầu mình rồi. Cái nón này đúng là may mắn. Có nó thì lúc nào mình cũng hạnh phúc. Đớm ơi đớm, nhà mình có làm hai cái bánh tính mang cho bạn với bụng bự. Nhưng mà bụng bự bị đau bụng nên mình cho bạn hết luôn nè. Tin quá vậy, vậy mình ăn nha. Cái nón đó thiệt là tuyệt vời. Phải lấy của nó thôi. Ơ, à, ê, con quả kia, trả lại đây. Ây, ơ, ây da. Ơ, ê, thôi rồi. Không có cái nón thì mình toàn gặp chuyện xui không. Mình sẽ không thấy hạnh phúc nữa. Ủa, dạ con ơi, có chuyện gì vậy? Em lạc mất mẹ rồi. Em tội nghiệp quá không? Ơ, à, tụi anh sẽ giúp em. Nè. Nhìn gà con hạnh phúc chứ kìa. Cái bắp của tôi. Ủa, có chuyện gì vậy cô chuột? Cô đi chợ mà làm mất cái bắp rồi. Tiền ăn cả nhà cô ở đó. Tụi con sẽ giúp cô. Cái bắp của tôi. Cảm ơn hai đứa nhiều nha. Chuột con không bị đói nữa rồi. Thiệt là may quá. Nhìn cô chuột thiệt là hạnh phúc. Ồ, mình chợt nhận ra không có cái nón may mắn mà mình cũng thấy hạnh phúc nữa nè. Mình thấy thật là bình yên khi mình có thể giúp đỡ người khác bằng chính sức lực của mình. Đây mới là hạnh phúc thật sự đó đớm à. Xin chào ba ơi, con trả ba nè. Ủa, nón gì đây? Con biết cái nón đó là ba cho con, muốn con được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà con nhận ra hạnh phúc không chỉ do may mắn mà có được, mà trong lòng cảm thấy thực sự bình yên khi có thể giúp đỡ người khác. Đó mới là hạnh phúc thật sự đó ba. Giỏi lắm con trai. Giờ thì cùng với ba vô ăn cơm nha. Dạ. Cuối cùng tụi mình cũng đã vượt qua kỳ thi cam con. Chuẩn bị nghỉ hè thôi. Mình lo quá à. Không biết điểm thi như thế nào nữa. Mình mà bị điểm thấp chắc là mẹ buồn lắm. Trời ơi, học giỏi như tay to mà còn lo lắng nữa hả? Không lẽ là người ngoài hành tinh? Không sao đâu, tụi mình sẽ bảo vệ bạn.
Xin chào các bạn, mình là Zuzu. Mình đến từ hành tinh trí tuệ, hành tinh thông minh nhất trên vũ trụ này. Mà sao bạn lại tới đây vậy? Ở một nơi quá giỏi như vậy, mình cảm thấy chán. Mình muốn đi khám phá những hành tinh khác. Vậy ở hành tinh bạn có gì? Người ở chỗ mình ai cũng giỏi hết, nên mọi người không đòi hỏi cũng không mong muốn gì. Nhưng làm sao bạn biết hành tinh của bạn á ai cũng giỏi? Có gì chứng minh không? Thì mẹ mình nói như vậy thì nó là như vậy. Chứng minh cho mấy bạn chỉ tốn thời gian thêm thôi. Thiệt là quá đáng. Đang ở trên hành tinh khác mà còn dám khoác lác như vậy nữa. Tụi mình sẽ cho bạn biết tay. Thôi thôi, mấy bạn đừng có như vậy được không? Bạn đó là khách mà. Nè bạn Juju ơi, bạn nói chỗ của bạn giỏi như vậy, vậy vừa rồi bạn thi được bao nhiêu điểm? Thi được bao nhiêu điểm là sao? Ý mình là bạn làm bài kiểm tra có được điểm số cao không? Bài kiểm tra là gì? Mình hiểu rồi. Ở hành tinh Juju, mọi người đều nghĩ mình lại giỏi nên chả có thi cử gì hết. Nhưng thi cử là gì? Có ăn được không? Ừ, không phải đồ ăn. Thi là để bạn biết chắc chắn được mình có thực sự giỏi hay không đó. Nghe hay quá vậy. Vậy mình muốn thi, mình muốn thi. Được thôi, vậy thì mình vô lớp thi thử nào. Đây là các câu hỏi trong bài thi. Bạn phải trả lời đầy đủ hết những câu hỏi này trong thời gian 10 phút. Nếu bạn đúng được nhiều câu thì điểm của bạn sẽ cao. Điều đó chứng tỏ là bạn giỏi. Mình hiểu rồi, tài to tính giờ đi. Được rồi, thời gian làm bài của các bạn bắt đầu. Còn chưa làm xong mà. Bây giờ thì bạn đã hiểu thi là sao chưa? Mình hiểu rồi. Thiệt là căng thẳng. Trước giờ mình chưa phải như vậy bao giờ cả. Đúng rồi, phải có thi như vậy chúng ta mới biết được thực lực của mình ở đâu. Từ đó phấn đấu nhiều hơn để ngày một giỏi hơn. Nếu mà không có thi cử thì mọi người sẽ không biết cầu tiến. Mọi người sẽ lười biếng, ỷ lại mà không cố gắng học tập thêm đâu. Mình hiểu rồi. Cảm ơn các bạn đã cho mình một trải nghiệm thú vị. Mình sẽ kể lại với mọi người về các bạn nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Sao hôm nay trời nóng vậy ta? Khó ngủ á. Ủa, sao anh gà lại cái gì giờ này? Mai mình rủ bụng bự với tay to tìm hiểu coi sao. Hả? Mới 5 giờ sáng anh gà đã gáy rồi hả? Gáy tận 2 lần đó. Ảnh gọi ông mặt trời dậy đó. Không có gì đâu. Có, mình có thấy ông mặt trời trả lời ảnh đâu. Hay học xong á, mình chạy qua hỏi anh gà trống đi. Lỡ có chuyện gì mình giúp ảnh nữa. Được. Anh gà trống ơi, sao chả thấy ai hết trơn vậy ta? Chẳng lẽ anh đã gặp chuyện gì rồi hả? Tụi mình phải đi kiếm ảnh ngay. Ừ, nhanh lên. À, mà khoan, kiếm ở đâu vậy? Lên hỏi ông mặt trời thử coi. Lỡ mẹ mình nói đúng là anh gà trống gáy gõ mặt trời thì chắc ông mặt trời sẽ biết chứ. Có lý, đi thôi. Ông mặt trời ơi, ông mặt trời. Chuyện gì đó ba đứa? Dạ, tụi con đi kiếm anh gà trống. Vậy sáng sớm nay con thấy ảnh gọi ông dậy rồi. Mà nãy giờ con kiếm không thấy ảnh đâu anh. Hả? Ta tự dậy mà, ai gọi ta đâu. Ủa, sao mẹ con nói mỗi sáng tiếng anh gà trống gáy là để đánh thức ông dậy mà. Còn có nha, ta tự lập từ đó tới giờ chứ bộ. Vậy là nguy rồi. Nếu không phải anh gà trống gáy để gọi mặt trời dậy thì lý do gì mà ảnh gáy lúc sớm vậy ta? Bình tĩnh, để ta kiếm cho. Cậu ta kìa, ngay bên khu rừng vui vẻ đó. Wow, tìm ra rồi. Tụi con cảm ơn ông mặt trời nhiều. Anh gà trống, anh có sao không? Hey, đất hơi cứng nên chắc không nhiều dung đâu. Không phải, ý tụi em á là tại sao sáng nay anh gáy sớm dữ vậy? Thì ngày nào anh chả gáy, nhưng sao anh lại gáy sớm như vậy? À, để anh gọi đàn của mình dậy, chuẩn bị đi kiếm thức ăn. Ồ, thì ra là vậy.
tụi anh là gà nhà, nhưng tổ tiên vẫn từ gà rừng mà ra, nên tụi anh cảm nhận được nhiệt độ thời tiết thay đổi khi trời sắp sáng để thông báo với các chị, các mẹ gà mái. Vậy mà mẹ em cứ nói anh gõ mặt trời vậy đó. Nhưng anh gây lớn như vậy còn để làm gì nữa không? À, thực ra cũng còn chơi nữa anh. Thì anh gáy để lấy oai với mấy chị gà mái mưa. Anh gà trống kiếm vợ kìa. Mấy đứa là lớn sao kiếm vợ? Mà trưa rồi, sống về nhà đi. Thôi tiêu rồi, nãy đi rồi mình báo với mẹ. Giờ lẹ thôi mấy bạn. Tụi em chào tạm biệt anh gà trống. Tạm biệt mấy đứa. Tại Tom, bạn đi đâu vậy? Lại đây chơi với tụi mình nè. Mình bận việc rồi, hôm khác mình ghé chơi nha. Mình đi trước đây. Tại Tom cứ lạ lạ sao á được. Ừ, mình cũng thấy vậy. Có chuyện gì thì phải. Đơm, bạn đè mình đau quá à. Tao phát hiện ra bây giờ. Táo ơi, hãy đưa tay ta đến chỗ phù thủy chuột. Tao bị làm gì kìa? Đau, đau. Trời, Đơm, bạn đè lên cái bụng của mình rồi nè. Ôi, đau quá, xin lỗi bụng bự nha. Ủa, tay to, cái tay to của bạn đâu rồi? Sao giờ tay của bạn nhìn như tay mèo vậy? tay của mình xấu lắm hả? Sao bà nói với con là chỉ cần đổi ra tay to đi thì mọi người ai cũng thích con mà. Ai nói chứ, không có cái tai to sẽ không còn là tai to nữa. Đôi tai to đó không những đẹp mà còn giúp tai to nghe rõ hơn và làm cho bọn mình không bao giờ nhầm lẫn tai to với ai cả. Bạn biết chưa? Vậy bà trả tai lại cho con. Đúng rồi, trả tai lại cho tai to đi. Không bao giờ ta trả lại, ta già rồi, không nghe rõ được. Ta cần đôi tai này. Bà sang đây nè. Bà phù thủy. Ủa, không có cái tai to ta vẫn nghe rõ quá nè. Đúng rồi, là con đeo cái máy giúp nghe rõ âm thanh vào tai của bà đó. Đây là phát minh của ba con, chỉ cần đeo vào tai là nghe rõ mọi thứ luôn. Vậy là bà không cần cái tai của tai to nữa rồi. Tai của bà bây giờ còn thính hơn nhiều lần cái tai của tai to nữa. Đúng thật, đúng thật. Cảm ơn các cháu nha. Nhờ vậy mà ta nghe rõ rồi. Ta trả đôi tai lại cho cháu nè. Thì ra chỉ cần là chính mình thôi thì mọi người ai cũng yêu quý mình rồi. Mình không nên nghe theo lời xúi dục của người khác nữa. Đúng rồi đó, suýt chút nữa thì ta to thành tai nhỏ rồi. Sao buồn hiu vậy con? Nãy con cùng các bạn nhặt rác phía trước trường mà con chả được khen, chỉ có tai to được khen thôi. Có sao đâu con, mình làm được việc tốt thì sớm muộn gì mình cũng sẽ nhận được điều tốt mà. Con chả tin đâu. Cho con cái này nè. Cái gì vậy ba? Đây là thẻ tích điểm việc tốt. Chỉ cần con làm đủ 3 điểm việc tốt thì con sẽ đổi được một thứ mà con thích. Bất kỳ cái gì cũng được, đúng không ba? Đúng rồi, nhưng mà nếu người khác giúp lại con thì cái điểm đó nó sẽ mất đi rồi nghe. Dạ, con hiểu rồi, con đi đây. Phải tìm ai giúp đỡ mới được. Ê mụn bự, làm gì á? Mình xách đồ từ chợ về giúp mẹ mà nhiều quá à. Để mình giúp cho. Quá hay quá, còn 2 điểm nữa thôi là đổi được robot mới rồi. Bạn làm gì á?
Nhà mình tự nhiên mọc lên cây xoài, mẹ nói mang ra rừng trồng cho nó mau lớn, chứ nhà mình chật quá à. Này tới to, đưa mình giúp cho. Là việc tốt khó quá, mệt quá, đứng hết nổi rồi. Nhà mình chỉ còn một điểm nữa thôi, phải giúp mẹ mới được. Để con phụ mẹ nhanh nhanh nha. Nghe hay đó, giờ con lật ra giúp mẹ nha. À, mẹ ơi, con sâu, giúp con bắt nó đây mẹ, con sợ quá. Cảm ơn con. Cực quá, cả ngày luôn mà chỉ mới có 2 điểm. Con giúp ba đấm lưng nha, ba mỏi quá. Dạ được, để con ba. Chúc mừng bạn, bạn đã đủ điểm để đổi quà. À, mình đổi robot được rồi. Yeah. Ủa, ông đang kiếm cái gì vậy? Nãy ông dập té, rớt mất cái mắt kính rồi. Cái mắt kiến bể rồi. Ông dùng cái này đi ông. Hả? Tiền đâu mà con mua vậy? Ta không lấy đâu. Cái này con đổi bằng thẻ tích điểm đều tốt đó ông, nó không có tốn tiền. Đốm của ba giỏi quá. Ba hả? Con tính đi trả thẻ lại cho ba nè, con dùng hết điểm rồi. Đâu, con coi lại coi. Hả? 3 điểm còn nguyên nè. Con vì ông lão mà hy sinh điểm của mình thì con đáng được nhận món quà từ thẻ chứ sao? Ờ, giờ thì con tin rồi. Làm điều tốt thì chắc chắn sẽ nhận lại điều tốt. Không những vậy, con cảm thấy vui vẻ trong lòng nữa. Xin chào mọi người. Hôm nay tôi có một thông báo rất là quan trọng. Không biết có gì nghiêm trọng không nữa. Đúng rồi, chuyện gì nữa? Những gia đình nào thuộc diện nghèo sẽ được hỗ trợ một số tiền vào mỗi cuối tháng. Đây là bản tiêu chuẩn để vô danh sách những hộ nghèo. Gia đình nào thấy phù hợp thì làm đơn, tôi ký duyệt nha. Vậy thì tốt quá. Vậy thì những gia đình nghèo khổ hàng tháng sẽ không còn lo cơm gạo nữa rồi. Nhưng không biết tiêu chuẩn để vô danh sách đó là gì hả? Chắc là những gia đình đó có người già bệnh tật, hoặc là có những người không có khả năng đi làm nữa nên mới được vô danh sách. Thì ra là vậy, như vậy thiệt là công bằng rồi. Được một số tiền mỗi cuối tháng à, phải làm cách nào đó để được vô cái danh sách đó mới được. Không biết gần nhà mình có ai được vô danh sách người nghèo không ta? Hình như là nhà của cô chuột đó. Em chuột còn nhỏ, cô chuột là hay bị bệnh, khó mà đi làm được. Ấy chi, mình được vô danh sách đó ha. Chi vào bụng bự thì mỗi tháng có thêm tiền để mình ăn chứ gì. Trời đất, bụng mày nó to như vậy rồi còn tham lam. Giỡn thôi chứ bộ. Ba bạn nhỏ đi học mới về hả? Ôi da, đau quá. Trời đất, cục đá to như vậy mà không thấy sao còn để té nữa. Ông cáo có sao không? Chắc là ta bị gãy chân rồi. Cái gì? Ông té nhẹ hiều như vậy làm gì mà gãy chân được? Ta bị gãy chân thật rồi. Từ nay ta không còn làm gì được nữa. Thôi, để tụi con dẫn ông vô bệnh viện. Không cần đâu, ta tự đi được. Mình thấy có gì đó không đúng ở đây nè. Đúng rồi đó, rõ ràng là ông ta té nhẹ như vậy, làm sao mà gãy chân được. Ông ta còn không chịu đi bác sĩ nữa. Có khi nào ông ta làm vậy để được vào danh sách kia không? Có thể lắm á, nhưng mà như vậy là gian lận, phải đuổi theo coi sao. Rõ ràng là chân ông ta không sao hết á. Có mấy đứa nhỏ làm chứng, mình có thể giả gãy chân để được vô danh sách đó rồi. Trời ơi, ông ta lợi dụng tụi mình kìa. Tìm cách báo bác bò vàng mới được. Bác bò vàng ơi. Ủa, anh cáo, chân anh sao vậy? Hôm qua, tôi sơ ý té từ trên cao xuống, gãy chân luôn. Từ nay, chắc tôi không làm được gì hết. Xin bác cho tôi vô cái danh sách người nghèo quá. Ê, bụi bự, đá cho mình đi. Chúng như ông cáo rồi kìa. Xin lỗi ông cáo nha. Ủa, mà chân ông cáo dính gì kìa. À, cái thằng nhóc này làm cái gì vậy hả? Ủa, chân ông bị gãy, sao ông đá con mạnh quá vậy? À, ông cáo nói xạo rồi. Nè, anh cáo, anh giỡn với tôi à? Tôi người ta có đặc quyền
cũng cố gắng đi làm để thoát nghèo. Còn anh, hồi sức, còn khả năng lao động mà anh lại tham lam, không trung thực. Anh làm như vậy, tụi nhỏ nó cười cho. Tôi thật là xấu hổ quá đi. Đúng rồi đó, đồng tiền do chính mình làm ra mới xứng đáng. Vì đó mới là công sức thật của mình. Đi thôi mà cũng dắp té nữa. Mình té mà bạn cười gì vậy? Đổi đơm. Tại bạn hậu đậu quá nên mình mắc cười thôi. Do bạn không biết giữ thăng bằng lúc đi nên mới bị té đó. Gì? Mình mà không biết giữ thăng bằng hả? Mình giữ là bị siêu á nha. Siêu mà té? Không tin thì thi thử, coi mấy bạn có đứng thăng bằng như mình không. Được, mình thi với bạn. Tay to, bạn làm trọng tài đi. Được thôi, vậy hẹn nhau chiều nay ở công viên nha. Chơi luôn. Các bạn chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi. Được rồi, mình ra luật. Các bạn đứng thăng bằng bằng một chân. Ai thả chân còn lại xuống trước là người đó thua nha. Được. Bạn chịu thua đi là vừa. Có thua cũng phải thi. Chưa biết ai thắng được đâu nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Chịu thua đi. Không bao giờ. Thì trước, ta chọc cho thua coi. Trời trời, ông kìa, xê ra thua rồi nha. Tại con ông chứ bộ. Ông đâu? Kìa. Mình cũng không thấy ông. Vậy đốm thắng nha. Thấy chưa, mình thăng bằng là giỏi nhất mà. Không tin, mình thua bạn. Nhưng chắc chắn á, bạn không thể là người thăng bằng một chân giỏi nhất đâu. Đâu, kiếm người đó ra đây cho mình. Kiếm không ra thì mình đang giỏi nhất nha. Vậy đứng đây chờ mình đi. Bạn hết đi đâu lâu quá ta? Hay là bị gì rồi? Chắc thua cái buồn quá ngồi nhà khóc nhè rồi đó. Đây là người giữ thăng bằng một chân tốt nhất. Cái gì? Anh Dịch hả? Anh còn đây lúc lắc mà đứng một chân gì nổi. Giỡn với anh đó hả? Được thôi, vậy thì thi liền. Thi nữa hả? Vậy chuẩn bị nha. 1, 2, 3 Khi nào mỏi cứ để xuống, đừng có cố nha. Anh yên tâm, em thắng là chắc. Ôi cha, ngỏi quá. Mới có xíu mà than rồi. Thua rồi. Em không thắng được anh trong khoảng này đâu. Sao lại vậy hả anh? Thì tại tối ngủ, anh cũng ngủ có một chân à. Hả? Sao anh không nằm ngủ? Tổ tiên anh thường ngủ trong những nơi ngập nước hoặc ẩm thấp. Mà chân anh thì mấy em thấy đó, chỉ có da bọc xương nên rất dễ lạnh. Bởi vậy tụi anh phải thu bớt một chân vào người để tránh bị lạnh đó mà. Thiệt luôn hả? Vậy đốm chịu thua chưa? Bạn không phải là người thăng bằng tốt nhất đâu nha. Thôi, cũng đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà phải hơn thua nhau. Mà hình như anh phải làm gì á ta? Hình như đi chợ. Em thấy anh xách cái giỏ. Đúng rồi. Để anh chờ. Trời ơi, chết rồi. Thôi, lẹ đi. Làm cái gì mà rầm rầm vậy con? Nhẹ nhàng thôi. Con xin lỗi. Con làm bể đồ rồi hả? Để mẹ dọn rồi phụ mẹ nấu ăn nha. Thôi mẹ, con hẹn bụng bự đi xem siêu nhân rồi. Không có đi đâu nữa, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Con đi có xíu là về liền à. Sao hôm nay ba khó khăn quá vậy? Thôi, cho đốm đi đi. Để em làm được rồi. Con hư quá, ồn ào ba không làm việc được luôn. Mẹ nhờ con không chịu giúp, lại còn ham chơi nữa, ba phạt ở nhà. Ba không có thương con. Không quạt nữa hả quạt? Quạt sáng giờ mệt rồi, phải cho tôi nghỉ chứ. Ghê luôn á, ba đã không thương mình, có quạt còn không chịu nghe lời nữa. Chắc là ba ghét mình ngồi đây lắm nè. Ba kỳ cục thiệt, đụng ngon tí là la mình hoài. Bực bội gì đâu á. Ai bắt cóc tôi vậy? Sao mình nằm ở đây vậy ta? Sao vậy ta? Gì mày ngẩn ngơ quá vậy? Hôm qua mình học bà ở phòng khách rồi ngủ quên. Sáng dậy, thấy ở trong phòng của mình á.
mình đang nghĩ có khi nào siêu năng lực nào đó khiến mình lên không? Hả? Cái gì? Hay là ma? Mình nghĩ bạn nên xem thử một đêm nữa coi sao. Hay là tối nay hai bạn qua nhà mình ngủ đi, làm bài chung luôn. Ừ, cũng được á. Mình chắc không được đâu, tại mẹ mình đang bệnh. Ừ, vậy có bụng bự được rồi. Nó sắp tới chưa vợ? Chắc sắp hả? Mình thường ngủ quên cỡ này. Hay là mình làm bộ ngủ đi, rồi bắt khóa tan nó. Ừ, cũng được á. Vậy giờ ngủ nha. Nó tới phải không? Bắt qua tay con ma. Ủa, là ba hả? Thì là ba chứ ai. May quá là có bác á, không là con ma bắt tụi con đi rồi. Ma nào con? Con ma có khiêng con từ đây về phòng mỗi tối á ba. Ma nào? Là ba đó. Ba hả? Ba chứ ai. Ba xuống kiểm tra, tính kêu con lên phòng ngủ thì thấy con ngủ rồi, cho nên ba tự ẵm con lên thôi. Con nghĩ ba giận con, nghỉ chơi với con luôn rồi chứ. Con đừng có nghĩ như vậy. Ba xin lỗi vì hay la con, nhưng do công việc của ba bữa nay bận rộn cho nên ba cần yên tĩnh, chứ ba không có bao giờ nghỉ chơi với con hết ha. Con xin lỗi vì ông hiểu cho ba. Ba bận rộn vậy mà tối khuya còn lo lắng bế con lên lầu. Nhưng mà không sao đâu, ba cố lên, con sẽ phụ mẹ giúp ba. Dạ, bác cố lên, đến thì để tụi con chơi chung cho. Cảm ơn các con, ba sẽ cố gắng. Dạ, cảm ơn ba. Ủa, cái gì vậy ta? Trời ơi, sao mày dễ thương vậy nè. Anh ơi, chân em đau quá. Em bị làm sao vậy? Mà em là ai? Em cũng không biết em là ai nữa. Em chỉ biết là em ăn sự tức giận của người nuôi em để sống thôi. Hả? Em ăn sự tức giận để sống hả? Ôi da, đau quá. Thôi, đừng có nói nữa. Anh sẽ mang em về trước để coi sao đó. Anh ơi, vậy là anh sẽ nhận nuôi em hả? Được thôi, chỉ cần em không quậy phá là được. Em sẽ không quậy quá đâu. Anh chỉ cần bỏ em vô một cái hộp rồi đóng lại. Mỗi lần anh giận ai đó, em sẽ giúp anh. Vậy bây giờ em vào đây nha. Thú vị thật. Phải đi kể cho tai to và bụng bự nghe mới được. Nè Bo Giang, hôm nay mình mới nhận nuôi được một con thú rất là lạ. Nó có thể ăn được sự tức giận của mình đó. Cái gì hả? À, tại sao cười? Tại không tin hả? Đương nhiên là không tin rồi. Làm gì có con nào ăn sự tức giận chứ. Tức quá, dám không tin lời mình. Đi đánh kiểu gì vậy hả? Đi đụng mình còn nói nữa. Thiệt là bực mình mà. Ngày gì mà xui dữ vậy trời. Ê, chanh ra, chanh ra, chanh ra. Ui da, cái gì vậy nè? Nhìn bạn té mắc cười quá à. Mình đã nói là chanh ra rồi mà. Bạn, bạn dám chọc mình hả? Mình sẽ cho bạn biết tay. Nè bụng bự, bụng bự làm như vậy là sai rồi đó. Mình chỉ muốn chọc bạn đó tí thôi. Lát mình sẽ qua xin lỗi bạn đó mà. Quá đủ rồi, bây giờ mình sẽ nhờ thú cưng trả thù cho mình. Ồ, em thú dễ thương màu sáng. Sao bây giờ lại trở thành một con quái vật vậy ạ? Cảm ơn đốm đã cho ta ăn rất nhiều sự tức giận. Bây giờ ta sẽ thực hiện yêu cầu của đốm, tiêu diệt hết các ngươi. Cứu tụi mình với đâu mời. Tôi tiêu rồi. Một quái vật nguy hiểm quá. Này quái vật, ta không cần biết trả công cho ta nữa. Mới dừng lại ngay. Quá trễ rồi, ta sẽ không nghe lời của ngươi nữa. Mình tha thứ cho các bạn, tôi không tức giận nữa. Mình xin lỗi các bạn nhiều lắm nha. Hóa ra sự tức giận của mình nhiều đến nỗi mà biến nó thành một con quái vật luôn. Mình sai rồi. Từ nay mình sẽ tập bớt nóng giận lại, tập tha thứ và thông cảm nhiều hơn nữa. Không có sao đâu, tụi mình cũng sai khi mà chọc bạn. Tụi mình về nha. Ui da, sao cái chân bữa nay nó nhức quá vậy ta? Con về rồi. Ủa, sao mẹ nằm ở đây? Ờ, mẹ nằm nghỉ một chút. Con ăn cơm trước đi nghe. Dạ.
mình ngủ quên lố giờ rồi. Bây giờ đói quá, còn phải làm đồ ăn cho ba đốm với lại đốm nữa. Ôi da, đau quá. Con với cá thiệt là hư quá đi. Mẹ ơi, con đi chơi nha. Không được. Nhưng con lỡ hẹn các bạn rồi. Hôm nay con sẽ không được đi đâu hết, con bị phạt. Nhưng là sao? Con có làm gì đâu. Con tự tìm hiểu đi. Gì mà con bị phạt, con tự tìm hiểu đi. Mình có làm gì đâu, đừng mặt ngầu với mình à. Mình thì sao vậy nè? Vậy chuẩn bị đi học đi con. Ồ, hay là mình đang đổi giày với mẹ. Để coi. Mẹ đi học giống mình nè. Ba đi làm nè. Ôi da, đau quá. Ai để dứt lung tung vậy trời? Là của mình. Chắc mẹ cũng bị té như vậy nè. Đau quá đi. Không thể nói được lúc này vậy. Làm sao để nói đây? Tức quá mà. Làm mẹ mày như vậy thì sao mà chịu được. Ôi cha cha. Ủa, nói được rồi nè. Mình nói được rồi. Chân cũng không đau nữa rồi. Cơ thể điều khiển được rồi. Mình chết sai mẹ rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Hiểu rồi hả? Dạ. Vì con mà mẹ khổ hơn, cực hơn. Con xin lỗi mẹ. Con hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Ừ, vậy mới ngoan chứ. Mẹ không có giận con đâu, nhưng mà con phải hiểu và giúp mẹ nha. Dạ. Vậy tối nay con nấu ăn ha. Hả? Sao con nấu được? Mẹ giỡn thôi, phụ mẹ nha, chứ chân mẹ đau đi nhiều không có được. Dạ, con sẽ là cái chân của mẹ. Ừ, giỏi. Xin chào. Anh hãy chia sẻ cho khán giả biết dự định sắp tới của mình. Sắp tới tôi sẽ ra 2 album nữa, sau đó sẽ đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Wow, được làm người nổi tiếng thích thiệt. Được nhiều người thích là còn được đi khắp nơi du lịch. Để được nổi tiếng thì người ca sĩ đó phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Không có phải như con nghĩ đâu. Con thấy cũng hay mà. Con suy nghĩ rồi, con sẽ trở thành một người nổi tiếng. Ba mẹ thấy đó, con mà nổi tiếng á hả, mọi người sẽ quan tâm đến con nhiều hơn. Ai cũng muốn kết bạn với con. Nhưng mà muốn như vậy thì phải có tài năng nữa con. Con chơi game giỏi nè. Trời, như vậy mà con gọi là tài năng hả? Thôi được rồi, ba sẽ giúp con. Rồi, bây giờ con đeo cái vòng này lên đầu đi. Ba sẽ biến con thành một người nổi tiếng với khả năng là chơi game. Con đã chuẩn bị chưa? Dạ rồi. Bây giờ thì con đã trở thành người nổi tiếng rồi đó. Ủa, con có thấy khác gì đâu. Từ từ. Bây giờ thì con đi ngủ sớm đi. Ngày mai con sẽ thấy. Nói sáng sớm mà ai gọi điện thoại liên tục vậy trời. Tiêu rồi. Chiều nay bên đài truyền hình sẽ tới. Phải chuẩn bị lau nhà dọn dẹp thiệt là nhanh. Có chuyện gì em ạ? Đài truyền hình sáng giờ gọi điện muốn phỏng vấn con về cách chơi game đó. Ồ, vậy là mình đã nổi tiếng rồi sao? Alo, đốm nghe đây. Hả? Phỏng vấn em hả? Dạ được, dạ được, dạ được. Theo tin tức chúng tôi mới nhận được, Đốm đã đạt được thêm thành tích mới tại đấu trường game thủ. Mọi người đang ủng hộ Đốm trong việc đi thi ở quốc tế. Hả? Đi thi hả? Sao mà thi nổi? Nổi thế coi sao? Hôm nay, chúng tôi sẽ làm chương trình đặc biệt về Đốm. Chúng tôi sẽ phỏng vấn một số người bạn chung lớp với Đốm nha. Dạ, Đốm thì hay quên làm bài tập về nhà, bị cô la đó. Đốm còn hay chọc ghẹo, thi thố với bạn bè nữa. Những chuyện này mà cũng nói ra được nữa. Thôi, không có coi nữa, đi chơi bụng bự. Đốm ơi, lại đây nè. Đốm kìa, mau tới phỏng vấn ngay. Đốm ơi, cho tôi hỏi là cảm nghĩ của cậu lúc này như thế nào? Cậu cảm thấy chân thành lắm đúng không? Đúng rồi.
sớm giờ nổi tiếng rồi, chắc không chơi tụi mình nữa đâu. Thôi, bạn đừng buồn, tụi mình đi ra khu rừng vui vẻ đi. Đi chơi cũng không xong nữa, mình chịu hết nổi rồi. Ba ơi, cứu con! Ủa, sao tự nhiên lại vậy? Ba đã tắt cái máy đó đi rồi. Sao hả con trai, nổi tiếng có sướng như con nói không? Không có sướng đi nào hết ba ơi, vừa bận rộn, vừa áp lực, vừa phải đánh đổi nhiều thứ, làm gì cũng bị soi hết. Đúng rồi con trai, người nổi tiếng, người ta phải chịu rất nhiều áp lực mà người bình thường không thể nào hiểu được. Ba chỉ muốn con sống tốt, cố gắng học tập, rồi sau này kiếm cho mình một công việc phù hợp với bản thân mình nhất, chứ không phải cần nổi tiếng đâu. Dạ, con hiểu rồi, người nổi tiếng thiệt không có như mình nghĩ. Sao con chưa ngủ nữa? Dạ, con chơi một chút rồi ngủ. Cất ngay rồi lên giường ngủ cho mẹ. Dạ. Các em về nhà làm bài tập đầy đủ, mai nộp lại cho cô nha. Dạ. Bài tập làm cả đống luôn, làm gì nổi. Con về rồi. Về rồi hả? Về rửa tay ăn cơm nghe con. Nay ăn khổ qua nhiều thịt ha. Hả? Trời đâu đắng lắm, sao mẹ không chiên gà cho con ăn? Trời nóng ăn nhiều đồ chiên không tốt đâu con. Thôi lẹ đi, ăn cơm còn nghỉ trưa nữa. Dạ. Sao chán vậy trời, tivi mà chả có gì hay hết. Ba, cho con coi kênh khác được không? Chỉ mỗi có hoạt hình không à, mấy kênh còn lại ba khóa hết rồi. Vì mấy kênh còn lại con chưa đủ tuổi để coi, có hiểu không? Chán quá. Hay ba cho con dùng máy tính đi. Để làm gì vậy con? Thì để con vừa học vừa coi những thứ con thích. Ba không nha, con hỏi mẹ đi. Nhưng mà ba chắc chắn mẹ cũng sẽ không. Sao vậy ba? Vì con sẽ không chỉ học trên máy tính, mà con sẽ tìm kiếm những thứ không tốt trong đó, và con còn làm tốn thời gian của con nữa. Ba giờ mới được làm những điều mình muốn thôi. Khi nào con lớn đi. Làm gì cũng không được, muốn gì cũng không xong, chán muốn chết. À, ba có cái máy hồi trước biến mình với bụng bự thành ông cụ, giờ mình chỉnh lại chắc cũng chỉ vừa đủ lớn thôi. Đúng là có lúc chỉnh lứa tuổi, mình sẽ chỉnh mình đến 30 tuổi. Ủa, em mới có 5 giờ sáng mà đồng hồ đã kêu rồi. Vậy lẹ mà đi làm, ở đó mà thắc mắc. Làm gì? Đi làm kiếm tiền, bà 30 tuổi rồi, không còn học sinh tiểu học nữa đâu. Đúng rồi, cái máy, mình quên mất. Hay quá, mình lớn rồi. Trời ơi, vậy rồi thì làm lẹ cho xong công việc, chút nữa đợt sếp. Sếp nói không có trong ngày hôm nay, là đốm bị đuổi việc đó. Chết mình rồi. Đi làm đi, tới giờ rồi. Rồi rồi rồi, không rồi, nhưng mà chưa ăn sáng hả? Không có thời gian đâu, đi đi. Đồ ơi quá, đói quá đi. Có đồ ăn trên bàn kia, ăn đi. Ủa, sao hôm nay nó ngon vậy ta? Mau lên, còn làm gì gửi sếp nữa kìa. Không muốn làm nữa đâu, mệt lắm rồi, thay cho tôi đi. Hả, vậy là thành con nít rồi. Sao rồi con trai? Con muốn lớn nữa đâu, lớn cực lắm. Con đừng có lo, hãy từ từ tận hưởng bản thân mình khi còn nhỏ, để khi con lớn lên, con sẽ nhớ lại thật vui vẻ, chứ không phải là hối tiếc nha con. Dạ, con hiểu rồi.